các bạn đã đến với chương trình Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media. Chương trình được phát sóng lúc 21:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được tài trợ bởi bộ đôi người mụn Vanessa Asni nhập khẩu trực tiếp từ Ý, mụn rời xa da lăng mịn của Sâm Phạc Ma. Ngôi sao tình yêu. Chị ơi, em nghe đồn là trong tình yêu đó là chị rất là thích cái gì đó hướng ngoại, thích cái gì đó mà gu tây một xíu. Đúng rồi, chị rất là thích khoai tây, hành tây, ngò tây, hồ tây. Ê, cái gì liên quan tới dạ, chị rảnh chị xuống Tây Ninh chị ở luôn đi chị. À rồi, ok, đây, đây em chị đi Tây Ninh. Hả? Em đang làm MC chị nha. Ờ, chị xin lỗi. Em biết cái sở thích của chị, em biết cái gu của chị. Chính vì vậy ngày hôm nay em mời đến đây một vị khách mời cũng là Tây. Anh ta là người nước ngoài, đẹp trai, cao to, sáu múi, biết đàn, biết hát. Nói chung tất tần tật, cái gì anh ta cũng biết hết trơn hết trọi. Rồi, chị biết rồi. Anh ấy đến từ Tây Ban Nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón chàng trai John Martini. No me digas nada, solo abrázame. Xin chào hàng gia, nói sao tình yêu. Mình tên là George, mình đến từ Tây Ban Nha và đến Việt Nam được 4 năm rồi. Hiện tại anh là người mẫu và là ca sĩ. Anh yêu sống ở Việt Nam, thích nhất ở Việt Nam là đồ ăn và con gái rất xinh. Hiện tại anh đã trải qua 3 mối tình rồi. Một người Tây Ban Nha, người Ý và người Việt Nam. Hình mẫu của anh là một cô gái độc lập, đẹp, tóc buông, biết hát và biết uống rượu, bởi vì anh yêu rượu. Trong lúc con ta còn chăn chăn nỗi say sưa, em mỏi nhớ nhé. Será contigo el tiempo y mi mejor alba. Te seguiré queriendo cada día más. Hãy tôi hồi anh lặng cuối bên này rồi thôi. Mọi nhớ nhé. Ôi trời ơi. Trời ơi, ta nói ta không biết nói gì luôn á trời. Dạ, ơi. Dạ chị ơi, chị ơi. Hả? Thì bớt một vòng trái đất lại. Trời ơi. Cho bạn làm ca sĩ, làm người mẫu có sáu múi không? À không, không, không có. Kéo 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 lên coi. Chị ơi, chị ơi, chị Phiên Vân. Em nè, em sáu múi nè, chị coi không? Không có sao? Chị Vân. Em nè, có sáu múi. Trời ơi, trời ơi, chị ơi. Bạn ơi, tại sao mình không làm việc ở quê hương của mình là Tây Ban Nha mà mình lại đến Việt Nam mình làm? Anh đến Việt Nam bởi vì anh làm việc ở Đại sứ quán Tây Ban Nha. Làm việc tại Đại sứ quán Tây Ban Nha. Yeah, làm kỹ sư. Kỹ sư luôn. Ờ, thế đang làm kỹ sư ở Đại sứ quán Tây Ban Nha, tại sao tự nhiên lại chuyển qua làm người mẫu? Anh muốn làm chuyện khác. À, anh muốn làm chuyện khác. Ngoài làm người mẫu thì bạn làm diễn viên đúng không? Bây giờ Lâm đã tham gia chung với bạn một bộ phim rồi, bạn đóng diễn viên luôn chị. Có nghĩa là rất là đa tài. Rất là giỏi, vừa làm kỹ sư, đã từng làm ở trong đại sứ quán nè. Làm diễn viên, người mẫu, ca sĩ, biết đàn mà còn biết hát. Không biết. Không biết. Rồi ơi, và bây giờ Bảo Lâm và chị Phiên Vân xin mời Rock đến một vị trí và chúng ta cùng giao lưu với năm cô gái cực kỳ dễ thương và cực kỳ đáng yêu ngày hôm nay nha. Xin mời. Ngôi sao tình yêu. Rồi ơi, được biết là bạn ở Việt Nam đã 4 năm rồi và bạn rất là thích Việt Nam đúng không? Nhưng mà bạn thích Việt Nam ở điểm gì nhất? Thích nhất Việt Nam đó là đồ ăn. Đồ ăn. Thích nhất món ăn nào? Có lẽ bún chả anh ơi. Ngoài bún chả bạn còn thích món ăn gì nữa không? Bún đậu mắm tôm ăn được không? Yeah, thích nhất. Thích nhất luôn. Thích nhất luôn. Nhưng mà mùi mùi sao? Mùi xấu nhưng mà anh thích nhất. Mùi nó xấu nhưng mà anh rất là thích. Đúng rồi. Anh biết nấu đồ ăn Việt Nam không? Không, anh không nấu được. À, không nấu được, ok. Như vậy thì anh phải cố gắng chọn một cô trên này đi về okay. Để nấu cho anh ăn nhá. Ok. Rồi, trước mặt bạn
là năm cô gái tượng trưng cho năm cánh sao. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với cô gái đầu tiên, Trần Thị Mỹ Quyên. Xin chào Trần Thị Mỹ Quyên. Dạ chào anh ạ, chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Mỹ Quyên, em năm nay 22 tuổi. Em đang là sinh viên của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ngoài việc học ra thì em còn đang là người mẫu và diễn viên tự do. Wow. À Mỹ Quyên ơi, bây giờ bạn có thể nói một cái câu đó thả thính cái người đàn ông ở dưới đây. If you love me, I can cooking for you every day. Ok, perfect. À bạn ơi, ngoài cái công việc làm người mẫu của bạn thì bạn có cái tài lẻ gì để chinh phục người đàn ông dưới đây không? À, em có thể nhảy một đoạn nhỏ. Còn chần chừ nữa, nào thể hiện đi. Phần sơ yếu lịch của cánh sao thứ nhất. Và cánh sao thứ hai, bạn nữ của chúng ta là Phan Thị Tuyết Nga. Sara, sawadika, Trần Trương Nga. Dù chưa đi thi đài rồi chắc khá. Thôi mình leo mày lời, có đó tựa cài sụt được khả nà sụt nửa nửa. Kha Kha, ở đây người Việt Nam và người okay. Tây Bắc Nha, không Thái Lan. Thái Lan rồi. Okay, just a little bit to for fun. Hello everyone, my name is Nga and I'm 20 years old now. And now I'm the business woman and I'm just start up now actually and I also the model right now. Wow. Wow. Em vừa có khả năng nói tiếng Thái Lan và vừa có khả năng nói tiếng Anh nữa. Chị hy vọng là em biết nói tiếng Việt. Dạ em có thể nói tiếng Việt ạ. Hay quá. Thế em còn biết nói tiếng nào nữa không? Dạ hiện tại là em vừa bắt đầu học tiếng Hoa ạ. Hả? Nói đi em. Nếu mà để nói về tiếng Hoa thì em có thể xin hát một khúc. Hát luôn hả? Dạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cánh sao thứ ba, bạn Quỳnh Vũ Thủy Tiên. Wow, rất cá tính cầm đàn luôn. Hello everyone, my name is Tiên. Right now I'm working as an English teacher and a visa consultant. My hobbies are dancing, singing, playing ukulele and cooking. Ah. I really love traveling and meeting new people. It's really nice to meet all of you today. Vâng, Thủy Tiên xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và tất cả các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Hôm nay Thủy Tiên rất là vui được đứng đây cùng bốn bạn nữ xinh đẹp cùng chơi để giao lưu cùng hai anh chị MC rất là dễ thương và bạn nam khách mời đến từ Tây Ban Nha, đất nước mà Tiên đã từng sinh sống và rất là yêu quý. Tiên cũng xin gửi một vài lời đến anh ấy bằng tiếng Tây Ban Nha. Wow, Tây Ban Nha luôn. Hola, me llamo Tiên. Significa sirena en vietnamita. Tengo 23 años y viví en Madrid, España por un año y me gusta mucho la gente, la cultura y la comida allí. Wow. Espero que podamos cocinar la tortilla de patatas o cantar una canción española juntos a un día. Wow. Mucho gusto. Cho chị xin một phút. Em là người Việt Nam và em nói tiếng Tây Ban Nha rất là giỏi. Bây giờ chị sẽ làm một cái động thái là nhờ cái anh Tây Ban Nha này dịch lại những gì em nói bằng tiếng Việt Nam. Anh cố nói cái gì vậy? Anh nói tiếng Việt Nam cho em hiểu em. Em đã sống ở Madrid, Tây Ban Nha. Và em thích
nấu ăn. Và em thích nấu ăn. Và em mãi có thể nấu ăn đồ ăn Tây Ban Nha. Và em mới có thể nấu đồ ăn Tây Ban Nha. Wow. Wow. Nói chung là một cô gái rất là tài năng. Vậy ngoài những tài năng đó, bạn còn cái tài lẻ gì không nào? Em xin trình bày một ca khúc Sugar với lại đàn uku của em ạ. Wow. Dạ. Mong mọi người sẽ thích bài hát này ạ. Xin mời bạn. I'm hurting baby, I'm broken down, I need your loving, loving, I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, begging, I'm on my knees. I don't wanna be needing your love, I just wanna be deep in your love. And it's killing me when you're away. Oh baby, cause I don't care where you are, I just wanna be there where you are. And I cannot care what it takes. My sugar, yes please, won't you come and put it down on me. I'm right here, cause I need little love and little sympathy. Yeah, you show me good love and make it alright. Need a little sweetness in my life. My sugar, yes please, won't you come and put it down on me. Xin cảm ơn ạ. Tuyệt vời, tuyệt vời, hay quá. Quả là một cô gái đa tài. Quá đa tài. Em ơi, nhưng mà em đa tài quá rồi, tại sao bây giờ em vẫn chưa có người yêu? Tại sao bây giờ em vẫn chưa có người yêu? Thì chắc là mình đợi một cái người phù hợp với mình. Với việc trong một mối quan hệ thì sẽ có rất là nhiều khó khăn á. Để thích nhau thì rất là dễ, nhưng mà để cùng nhau vượt qua thì rất là khó. Thì em vẫn muốn đợi một người mà em có thể cùng nhau vượt qua những cái khó khăn, cùng nhau giải quyết những cái hiểu lầm, và có thể tiến xa hơn trong một mối quan hệ ạ. Wow. Vậy ngoài những cái tài năng đó thì bạn có những cái thành tích gì mà đáng nổi bật bạn có thể cho mọi người được biết không? Dạ em thì em không có tham gia vào showbiz. Ngày trước thì em là đại sứ du lịch trẻ của thành phố Hồ Chí Minh, và em đã tham gia cái cuộc hội thảo ở Phnom Penh, Cambodia. Và sau đó thì em có qua Tây Ban Nha một năm để học tiếng và để giao lưu văn hóa cũng như là du lịch châu Âu. Thì hiện tại em cũng đang giúp đỡ các bạn trẻ chuẩn bị giấy tờ để có thể xin visa du học ở Tây Ban Nha, giống như em ngày xưa vậy đó. Dạ. Và em hiện tại thì em đang dạy tiếng Anh cho các bạn kiểu như beginner anh, để cho họ có thể tự tin hơn nói tiếng Anh. Bởi vì em nghĩ là từ lúc mà em có tiếng Anh rồi thì em đã có rất là nhiều cơ hội, và cuộc sống nó mở ra rất là nhiều cánh cửa mới cho mình, và em có thể đi du lịch khắp nơi một mình thôi. Nên là bây giờ em cũng muốn giúp đỡ những bạn trẻ Việt Nam có thể tự tin hơn nói tiếng Anh. Và bởi vì chúng ta là công dân toàn cầu rồi, nên là tiếng Anh là một cái thứ bắt buộc mà bạn phải có. Thì bên cạnh đó em còn học thêm tiếng Tây Ban Nha nữa, vì tiếng Tây Ban Nha thì chỉ sau tiếng Anh thôi về cái mức độ phổ biến, nhưng mà ở mình tiếng Tây Ban Nha chưa có nổi lắm á. Thì em nghĩ là qua chương trình này thì các bạn sẽ thích tiếng Tây Ban Nha hơn, và các bạn có thể học thêm tiếng Tây Ban Nha. Và Tây Ban Nha là một đất nước rất là đáng để mấy bạn đi du lịch và học tập ạ. À. Yeah, đúng rồi. Quả thật, cánh sau thứ ba là những cái cánh sau đó là nặng ký. Yes. So với những cánh sau còn lại. Mấy bạn chưa có xuất hiện thôi anh. Không, mới ba người mà anh thấy giờ em làm rần rần rồi nha, cô gái thứ ba ơi. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với ngôi sao thứ tư, Cao Phương Thùy. Thùy ơi. Dạ. Em giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ. Thùy. Dạ. Trước tiên thì em chào các vị khán giả ở đây, chào hai anh chị MC và chào anh Josh. Em hiện tại là họa sĩ. Wow, em là họa sĩ, nhưng mà anh thấy ở trong cái bóng đó là hình như là mặc một bộ đồ múa. Dạ. Đúng không? Dạ, sở thích của em á là múa bụng và bơi lội. Wow. Hôm nay thì em đến đây em cũng gửi tặng cho mọi người một điệu múa. Rồi, bắt đầu. Olé. Thank you.
thấy bạn lắc mà thính thính ở đâu, thính bay lung tung, thính bay lên không trung. Thính ở nơi đâu cứ bay lung tung, bay lung tung bay lên không trung. Thính ở nơi đây chính em đã tha, em đã tha cho bọn em. Cứ lắc tới đâu là thính bay tới đó. Và bây giờ chúng ta cùng đến với ngôi sao cuối cùng, bạn Lê Thị Cẩm Ngân. À, xin chào mọi người, em tên là Cẩm Ngân, năm nay em 19 tuổi và hiện giờ công việc của em là người mẫu và diễn viên. Cẩm Ngân à, em làm người mẫu như vậy thì em có thành tích gì trong nghề không? Dạ, em có đạt giải Người đẹp biển 2017. Wow. Năm vừa rồi em có tham gia The Free thì em chỉ vô được top 50 thôi. Wow. Bạn ơi, ngoài công việc người mẫu diễn viên thì bạn còn năng khiếu gì nữa không? Em sẽ bầu xin những dáng theo nhạc. Xin mời bạn. Thật sự ở dưới đây nhìn lên cái đường cong của bạn rất là hấp dẫn và bạn tạo dáng rất rất là chuyên nghiệp. Dù rằng chưa có thấy mặt nhưng mà chị nghĩ là đây là một cô gái rất là sexy và có một cái khuôn mặt rất là quyến rũ. I think she very sexy body and the face also a very lady. Do you think so? Yeah, yeah. Nhìn như vậy. Nhìn như vậy. Ờ, anh nghĩ như vậy. Ok. Ừ. Anh ấy nói anh ấy cũng nghĩ như chị nghĩ. Dạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với vòng 2, vòng lộ diện. Ngôi sao tình yêu. Ở vòng này các ngôi sao sẽ quay ngẫu nhiên và đèn sẽ dừng lại bất cứ ở cánh sao nào. Và tại vòng này gương mặt của cô gái sẽ lộ diện và bạn sẽ có 5 phút để trò chuyện cùng cô gái đó. Và bây giờ vòng xoay bắt đầu. Nếu như bạn chọn một cô gái thì bạn sẽ mất hết cơ hội với những cô còn lại. Và nếu như bạn không chọn cô gái đó thì bạn sẽ không có cơ hội hẹn hò với cô gái đó. Cô gái thứ nhất là Trần Thị Mỹ Nguyên, có một điểm nhảy rất sexy. Cô gái thứ hai Phan Thị Tuyết Nga, làm nghề kinh doanh và có khả năng hát được nhiều ngôn ngữ. Cô gái thứ ba Quỳnh Vũ Thủy Tiên, làm giáo viên tiếng Anh, một người có thể đi du lịch nhiều nước trên thế giới và chỉ đi một mình mà thôi. Cô gái thứ tư Cao Phương Thùy, làm họa sĩ và có những điệu vũ bụng rất là sexy. Cô gái thứ năm Lê Thị Cẩm Ngân, làm người mẫu, diễn viên và có một khả năng tạo dáng khúc hồn người. Cánh sao nào sẽ dừng lại đây? Cánh sao nào? Ngôi sao tình yêu, hãy cho tôi biết cô gái nào sẽ được chọn. 3, 2, 1. Yeah. Số 5. Dạ vâng. Cô gái số 5. Cô gái số 5 có tên Lê Thị Cẩm Ngân, làm người mẫu, diễn viên và tạo dáng rất sexy. Đẹp quá hả? Đẹp quá. Anh thích em. Anh thích em. Anh thích em. Thích nhất điểm nào của cô gái này? Em không biết nói thế nào trong tiếng Việt, nhưng mà em nghĩ là powerful. Anh nghĩ em rất trẻ, như trẻ cháu á. Trẻ cháu. Trẻ cháu. Trẻ cháu. Cho năm nay bao nhiêu? 31. Wow, hơn nhau nhiều quá. It's okay for you. Không biết đầu tiên mối tình một trẻ trâu. đây là lần đầu tiên anh nghĩ tới một mối tình trẻ trâu hả? Làm việc diễn viên và nuôi mẫu. Em có muốn làm nổi tiếng không? Em có muốn làm người nổi tiếng hay không? Dạ chắc chắn là muốn rồi, đó là ước mơ của em rồi. Em muốn được nổi tiếng. Nhưng mà nếu có cơ hội hai người kết hợp mối lương duyên, em có đồng ý bỏ hết tất cả mọi danh vọng, bỏ hết tất cả sự nghiệp để về trở thành một người phụ nữ nội trợ và lúc nào cũng lo cho George không? Dạ, nếu như anh ấy xứng đáng với em thì em chấp nhận bỏ hết mọi thứ. Em chấp nhận bỏ hết mọi thứ. Wow, xứng đáng là chấp nhận bỏ hết. Well, actually anh thích độc lập. Anh thích phụ nữ có lòng hả hay là thật lòng? Độc lập. Độc lập. Độc lòng. Anh không thích em. Có lẽ em nấu ăn rất tốt nhưng mà không thích nhiều. Anh thích chúng ta đi đi chơi, đi restaurant, hiểu không? Anh ấy nói là anh ấy thích em là một người phụ nữ độc lập và
không phải là một người phụ nữ chỉ chuyên về nội trợ không? Anh ấy có thể cùng em đi ăn nhà hàng. Nhưng mà nếu như đi ăn nhà hàng chia đôi tiền, em chịu không? Dạ, chịu. Chịu luôn hả? Và em có thể trả ngược lại. Trời ơi, vậy luôn hả? Sao mê trai quá vậy? Sao mê trai quá vậy? Dạ không, đó không phải là vấn đề mê trai. Đó là gọi là công bằng giữa hai phái nam và phái nữ. Có thể là hôm thứ nhất bạn nam có thể trả, thì thứ hai thì em sẽ trả ngược lại cho công bằng. Tại em không, em rất là rõ ràng trong chuyện tiền bạc hay là tất cả mọi vấn đề. No, that's nice, yeah. Yeah, oh, anh ấy nói, oh, cái điều đó rất là dễ thương. Em có bạn trai chưa? No, em chưa có bạn trai, mới đi chương trình này nè. Tại vì mấy bạn trai trước là em trả tiền không, không có xe đúng không? Chị không biết là cái ngành nghề của em là nó sẽ kiếm được thu nhập cao hơn những bạn nam mà em đã từng quen. Thì trong lúc đó thì em có san sẻ với lại mấy bạn nam đó. Em quả thật là người con gái rất là dễ thương, biết san sẻ cho người mình yêu. Biết người yêu mình thu nhập thấp là biết san sẻ liền. Em ơi, chọn anh được không? Chọn anh được không? Thôi mình nói chuyện khác được không? Và em nói tiếng Anh một chút không? I think speak English not good. Anh nghĩ em phải nói tiếng Anh một chút bởi vì em muốn làm diễn viên. Yes. Không sao Jack, bởi vì cô ấy có thể dạy cho Jack bằng tiếng Việt và Jack có thể dạy cô ấy lại bằng tiếng Anh. It's okay mà. Dạ dạ, hợp nhau. Nói chung là mình share language, mình share money, mình share everything vậy đó. Và bây giờ tất cả các khán giả ơi, chúng ta hãy cùng nhau cầm điện thoại lên và đặt cho cô gái một cái biệt danh mà chúng ta nghĩ là nó thú vị và cũng như là thích hợp với cô ta nhất. Không biết là những khán giả nam ở đây sẽ đặt biệt danh gì cho cô gái sexy ở trên đây. Lâm thấy là các bạn đang rất là chăm chú để đặt biệt danh. Và ngay cả Jock cũng đã đặt biệt danh cho cô gái này rồi. Ngôi sao tình yêu. Thời gian đặt nickname đã hết. Và nickname đầu tiên là Ngân Ngộ Ngáo. Ngân, em thích với cái biệt danh này không? Ngân Ngộ Ngáo. Dạ, nếu mà nói thật ra thì cũng hơi thích. Tại vì nó cũng giống tính cách thường ngày của em. Giống tính cách thường ngày của em. Và bây giờ chúng ta cùng đến với biệt danh thứ hai. Xin mời Ngân Ngô Ngơ. Mặt không hề ngu ngơ nha. Sao lại đặt là Ngân Ngô Ngơ ha? Và xin mời đi nam thứ ba. Sexy girl. Yes, đúng rồi, đúng rồi nha. Rất sexy, rất cá tính. Đâu tạo giá sexy của nào? 2, 3. Wow, rất sexy luôn. Và bây giờ là biệt danh quan trọng nhất dành cho Ngân. Đó chính là biệt danh của Jack đặt cho em. Wow, tròn sức khỏe. Do you think she's strong? Yeah, bởi vì em ấy là 19. Em ấy là 19. Và cô là sức khỏe. Có sức khỏe. Về quấn lộn với chót hay chi mà cần khỏe? Hả? You want to be strong to fighting together with you? Yeah. Chúc mừng nha. I don't like very soft girl. Okay. No. Anh ấy nói là anh ấy không thích những cô gái quá mềm mỏng, quá yếu đuối. Và bây giờ mọi nhà trai sẽ đưa ra những phiếu bình chọn. Không biết là bao nhiêu phần trăm bình chọn chọn bạn và bao nhiêu phần trăm không chọn bạn. Nào bây giờ xin mời các chàng trai hãy cầm điện thoại lên và đưa ra lời khuyên để chàng sóc của chúng ta quyết định là có chọn Ngân hay không. Và chúng ta hãy đưa ra những lời gợi ý thật là chính xác để cho Jock có thể chọn được một người con gái hợp với anh ta, cũng như là có thể song hành cùng anh ta đến suốt cuộc đời.
Thời gian bình chọn đã hết. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả bình chọn của khán giả có mặt tại trường quay. Và kết quả là 40% có và 60% không. Ngân ơi, em nghĩ như thế nào với những cái phần trăm như thế này? Dạ, theo em thì chắc mọi người nghĩ là do thứ nhất việc tuổi tác là em còn quá trẻ để về đến với một mối quan hệ nghiêm túc. Và thứ hai là do chắc là tính cách của em hơi gọi là bí ẩn, không phù hợp với lại shop. Nhưng mà để em nói một điều cho mọi người nghe rằng cái tuổi nó không nói lên tất cả mọi điều đâu. Mình phải có thời gian tìm hiểu và cảm nhận lẫn nhau. Đúng rồi. Rồi ơi, bây giờ bạn hãy cho chúng tôi biết là bạn muốn hẹn hò hay là không muốn hẹn hò với cô gái này. Không biết là Jock muốn hẹn hò không? Chị nghĩ là Jock sẽ chọn. Bởi vì thường thường những chàng trai Tây thì thích những cô gái rất là sexy, rất là cá tính và quyến rũ như vậy. Chị đang nói bản thân mình hả chị Vân? Không, gần này chị nữ tính mà. Chị nữ tính chị hết sexy rồi hả? Không, chị hết sexy, rồi gần này chị nữ tính lắm, chị girly. Và kết quả là xin mời. Why? Tại sao vậy? I don't know. I think I know her already. I like her, of course, a lot. But, well, she's 19 years old, you know, so it's kind of a lot. Too young for you? I don't know, probably. I'm not sure. But, well, still, I think she's super. I mean, I think I know her from the social media, and I think she's amazing. But, I don't know, probably too young for me. I'm not sure. Jack nói là Jack thích em rất là nhiều, nhưng mà bởi vì em mới có 19 tuổi và Jack sợ là sẽ không có phù hợp với Jack, nên là Jack buộc lòng phải không chọn em, nhưng mà thực sự là trong lòng cậu ấy rất là thích em. Dạ. Bây giờ cảm giác của em như thế nào? Em có tiếc nuối hay không? Dạ, tiếc nuối thì cũng có. Thì đến với chương trình này thì em cũng mong mà kiếm được một nửa của mình. Nhưng mà em tôn trọng cái cảm giác và cái quyết định của Jack. Và ngôi sao tình yêu ơi, hãy cho tôi biết tiếp tục sẽ là ai đây? Xin mời! Và cánh sao tiếp theo lộ diện sẽ là ai? Ngôi sao tình yêu, hãy cho tôi biết đó là ai? Cô ba Quỳnh Vũ Thủy Tiên, giáo viên dạy tiếng Anh, cho hát chơi đàn rất là hay, cũng như là nói tiếng Tây Ban Nha rất là tốt. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Más o menos. Hai bạn vừa mới nói mật ngữ gì với nhau đó? Dạ, em hỏi anh có khỏe không và anh hỏi em. Ôi, chị tưởng hai đứa rủ nhau đi ăn bánh chắc trộn. Do you have any question for me? Yes, why did you go to Spain to study? I wanted to go to the United States to be an au pair. But then I decided to go to Spain because I think it's a nice country for me to learn about the culture. And I really like the music. I really like dancing and singing, you know, like really energetic girls. So I think spending 1 year in Spain would be better for me, and then from Spain I can travel around in Europe. So I decided to go to Spain and I'm really happy with it. Rất là tuyệt vời. Cho chị hỏi là trong một năm đó em có yêu một chàng trai Tây Ban Nha nào không? Dạ có. Wow. Bao nhiêu lâu em? Dạ một năm. Một năm. Trời ơi, hốt thằng nhỏ xong rồi đi về nước dễ sợ thiệt. Dạ. Rồi tại sao lại chia tay? Khi mà mình quá khác nhau thì nó rất là khó để mà hòa hợp. Mặc dù mình đã cố gắng rồi nhưng mà nó không có thể hòa hợp được, thì em nghĩ là tốt nhất nên làm bạn thì tốt hơn. Ok, so em làm giáo viên tiếng Anh ở đâu? Em thì có mở những cái lớp học tiếng Anh tại nhà ở Vinhomes. Thì em có dạy kèm các nhóm là từ 6 đến 10 bạn, hoặc là các nhóm kèm nhỏ từ 1 tới 2 bạn.
và em tự organize mọi thứ luôn. Em là người liên lạc với các bạn, là người chăm sóc các bạn, là người dạy các bạn và người tổ chức các hoạt động cho các bạn luôn. Và lâu lâu thì em cũng sẽ mời các bạn nước ngoài đến tham gia lớp học của em để các bạn học sinh của em có thể cởi mở hơn và có thể làm quen với nhiều bạn bè hơn và trở nên tự tin hơn. Wow, một cô gái rất là thông minh. Chị nghĩ là Josh đã có vẻ rất là mến mộ em rồi. Bây giờ thì em có thể làm một điều gì đó để thu phục cậu ấy thực sự hay không? Em xin hát một bài là bài Anh Nhà Ở Đâu Thế. Mời bạn. Anh nhà ở đâu thế? Cái tay luôn trong tim tôi chẳng nhớ đường về à. Cứ khiến cho tôi ngày đêm lại khóc rồi cười vì nhớ một người. Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư vì anh đấy. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này. Nhưng lại sợ anh từ chối, muốn nói rồi lại thôi. Nên anh và tôi vẫn thế. Trời, chị biết hết trơn rồi. Giỏi gì mà toàn diện luôn, thật sự, thật nhưng mà, sự. Nhưng mà giỏi và yêu là dễ ghen lắm. Bởi vì lâu lâu cái lớp của cô là cô còn mời mấy cái anh người nước ngoài tới để giao lưu với học trò mà mấy ảnh mà chơi chung với cổ liệu có giao lưu với học trò không, chứ giao lưu với cổ là chết. Vậy bây giờ chúng ta cùng đến với phần đặt nickname của tất cả họ nhà trai cũng như là Giót cho cô gái này. Xin mời. Không biết là bên họ đàn trai nhà ta sẽ đặt nickname gì cho Tiên đây, bởi vì đây là một cô gái quá đa tài. Và những nickname này cũng sẽ là định hướng vô cùng quan trọng cho Jack để Jack quyết định sẽ hẹn hò với chị Tiên hay không. Ngôi sao tình yêu. Và xin mời ngôi sao tình yêu hãy cho chúng tôi biết nickname đầu tiên. Wow, Tiên Tung Tăng. Tiên Tung Tăng. Em Tung Tăng đó Tiên. Dạ, yeah, dễ thương mà. Bình thường em rất là tưng tửng mà tại hôm nay mặc đồ này hơi chững lại một chút. Và bây giờ chúng ta cùng đến với biệt danh thứ hai. Xin mời. Tiên cô. Tiên cô. Yeah. Cô Tiên. Là có Tiên. Có Tiên. Không phải có Tiên. À, có Tiên nó. Có Tiên trời á. Cô bye bye bye, cô Tiên. Angel, the Angel. À, ok ok. Và bây giờ chúng ta cùng đến với biệt danh thứ ba. Xin mời. Như Tiên. Quá trời. Look like the angel. Ok. Và bây giờ chúng ta cùng đến với biệt danh rất đặc biệt đến từ Jock. Xin mời. Thông minh. Thích hợp với cô ta, rất thông minh. Yeah. Chị cũng rất là thích. Very intelligent lady. Cảm ơn chị. Và bây giờ tất cả quý khán giả có mặt tại trường quay sẽ tư vấn cho Jock xem có nên hẹn hò với Tiên hay không. Một cô gái rất thông minh, gợi cảm, nữ tính, đi du lịch nhiều nước trên thế giới và hiện tại bây giờ đang là một cô giáo dạy tiếng Anh, nhưng lại có rất là nhiều các mối quan hệ với những chàng trai người nước ngoài khác. Không biết là liệu cô ấy có thể là một người yêu mà làm cho bạn trai của mình có thể tin tưởng 100% tuyệt đối hay không? Vậy Lâm nghĩ đây chính là cái mẫu người con gái mà tất cả những người đàn ông đều thích. Thông minh, sexy, nữ tính và rất là nhiều tài lẻ. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần kết quả của khán giả bình chọn tại trường quay. Xin mời. Wow, quá chênh lệch. Y chang, trời, 20% là ai? Ai? Ai khuyên không chọn vậy? Ai khuyên? Ai là người muốn giật mối hả? Trời ơi, tìm đâu ra, tìm đâu ra trong cuộc đời là một người con gái như vậy. Và bây giờ là kết quả của Nam Thần ngày hôm nay. Không biết là Nam Thần có chọn cô gái hoàn hảo ở cảnh sao thứ ba hay không? Mặt anh ta rất là đắm chiêu, mặt anh ta đang rất là lo lắng, đang suy tư, đang suy nghĩ. Không biết là anh ta có chọn hay không. Anh ta không thèm điếm xỉa MC luôn mà chỉ chĩa mắt vô điện thoại. Không biết là Jock có chọn một cô gái rất là xinh đẹp và gần như hoàn hảo như thế này hay không? 80% phiếu là khuyên Jock nên chọn.
và 20% khuyên rót là không nên chọn. Và bây giờ chúng ta cùng hướng mắt lên màn hình. Hỡi ngôi sao tình yêu, hãy cho chúng tôi biết đi nào. Ôi. Oh no. Lộn gì vậy? Nó có lộn gì vậy? Lộn gì? Nó xây nát rồi, lộn gì? Không, lỗi kỹ thuật, nhiều khi kỹ thuật bấm lộn nữa. Có không? Đúng không? Rót. You don't choose. No. Phải bạn chọn kết quả này không? Ờ... Why? Bởi vì em làm giáo viên. Và anh nghĩ giáo viên và ca sĩ có lẽ khó. Ok, ok. Anh thích nhiều em, thích nhát, tính. Nhưng mà không biết nếu đối ta có lẽ khó. Anh ta đang tự ti với bản thân mình. Tại vì cô ta quá hoàn hảo, ảnh sợ là ảnh không có hợp với cô gái thứ ba này. Đúng rồi. Em ơi, nó có một vấn đề như thế này là những người đàn ông họ chỉ dám chinh phục và yêu và theo đuổi những người phụ nữ mà họ cảm giác là trong vòng an toàn thôi. Đúng rồi. Còn nếu như những người phụ nữ mà họ thấy cao hơn họ quá, họ sợ rằng họ có ngày gọi là trèo cao té đau á, và giữ không được mà một ngày đó mất thì anh ta sẽ còn đau khổ hơn. Nên đa phần là anh ta sẽ chọn những người phụ nữ ở trong cái vùng an toàn. Em ơi, em cảm giác như thế nào khi em bị từ chối như vậy? It's okay. I think it's your decision and I respect it and we can be friends. It's okay, it's fine. And I hope that you can find the suitable girl for today and for the rest of your life. Em nói là em cảm thấy bình thường, không sao hết và em rất là tôn trọng cái quyết định của ảnh và em mong là ảnh sẽ tìm được một người con gái phù hợp không những trong ngày hôm nay mà còn cho cái đoạn đường phía trước của ảnh nữa và tụi em vẫn có thể là bạn bè với nhau. À, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Tiên, em là một cô gái rất tuyệt vời. Thế là hai cô gái đã không được chọn và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay tiếp theo. Xin mời. Xin mời ngôi sao tình yêu hãy tiếp tục quay một vòng và dừng ở cánh sao nào. Rob, bạn muốn dừng ở cánh sao nào? Có thể... Dừng lại. Tại sao bạn muốn dừng lại? Có thể trở lại... Trở lại ai? Cô thứ ba hả? Hay là cô đầu tiên? Hay là quay lại từ đầu? Cô thứ ba hả? Hay là cô đầu tiên? Hay là quay lại từ đầu? Đầu tiên. Trời ơi! Cô đầu tiên. Ủa nhưng mà không được. Ủa cái gì vậy? Hồi nãy là chọn rồi. Lúc này là không chọn rồi. Sao bây giờ lại chọn ngược lại? Ủa là sao? I told you cannot come back to choose again. Có thể không? Dạ, không thể. À, không thể. Không thể, nhưng nếu như Jack xin chương trình thì maybe. Một điều quan trọng là phải xin cô gái thứ năm. Bởi vì anh đang nghĩ là đầu tiên làm việc diễn viên và nuôi mạo có lẽ chúng ta chia sẻ cho nhau học tập lẫn nhau đúng không? Con ơi, em có đồng ý không? Em có đồng ý mở rộng cánh cửa để cho Jock một cơ hội lần nữa để chinh phục trái tim của em không Ngân ơi? Dạ, hiện giờ em rất là bối rối vì cái chuyện này thì nó quá là bất ngờ. Hồi nãy thì đã cho anh một cơ hội rồi. Và bây giờ... anh phải làm điều gì đó để cho em cảm thấy là anh xứng đáng để cho em cho thêm một cơ hội nữa. Hay quá cô gái ơi. Rất là cá tính. Bạn làm gì bây giờ? Bạn hát. Hát. Ok, hả? Rồi bây giờ chương trình chinh phục cô gái thứ năm xin phép được bắt đầu. Vô. Bay lên trên môi nói cho nghe nhà lời bay lên. Cho dương mai càng nhiều. Bay lên cao, bay lên cao như không cao. Em ơi, sau phần anh ấy biểu lộ tình cảm như vậy qua bài hát thì em nghĩ sao? Em muốn ảnh nói một câu chốt, một câu nói nào đó khiến cho em gật đầu. Rung động.
Dạ dạ. Ok, em ơi. Em ơi, rồi em ơi. Em ơi, và con tim đã vui trở lại. Cái này là lời bài hát không ơi. Cái này là lời bài hát mình tự mình suy nghĩ ra, cái đó là bài hát nhạc sĩ ta viết. Mình không được nói vậy nè, từ trái tim mình ra mà. Thì đúng rồi, ca sĩ là viết nhạc để cua đào. Thì ông này ông lấy lời của ca sĩ cua đào vậy thôi. Vậy hả? Rồi bây giờ có chữ khác không ngoài và con tim đã vui trở lại? Mà con tim đã vui trở lại bởi vì... À rồi, rồi có phút sau cũng không? Không, có phút sau nha, rồi. Em ơi. Và con tim đã vui trở lại bởi vì... nồi sáu tình yêu. Anh có thể trở lại cho em hiểu không? Hiểu không? Em hiểu. Em ơi, và con tim đã vui trở lại, em có đồng ý được quay lại yêu anh không? Em đồng ý hay không? Mọi người đoán xem. Không biết là đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Dạ, em đồng ý. Em đồng ý. Chúc mừng Shop, Ngân đã đồng ý rồi. Nhưng mà chương trình có đồng ý không? Dạ chương trình không đồng ý chị ơi. Không đồng ý chị ơi. Trời, tôi rụng rời tay chân. Trời, tôi làm mai làm mối quá mà. Jack, I'm so sorry. Okay. You say yes. She say yes. We say yes. Oh, okay. So. But program of the game. Say no. Thế sao? I don't know. Nhưng mà khán giả nói gì? Nói gì? Nói. Yes. Nói gì? Okay. Yes. Khán giả quan trọng hơn. Như vậy là bạn nữ đã đồng ý. Mà luật của chương trình chúng ta là khi mà loại bạn đó rồi là rồi, mãi mãi không được chọn lại. Đúng. Nhưng mà với trường hợp này thì anh ta quay trở lại và xin chọn lại cô gái đó. Và cô đúng gái đó cũng đã đồng ý rồi. Đúng chị rồi. Vân ơi, bây giờ xử lý như thế nào đây? Em giao lại cho chị luôn chị Vân. Theo như chị nghĩ thì bây giờ cô gái đó cũng thích Jock, mà Jock cũng quá là thích cô gái đó. Đúng rồi. Bây giờ có tiếp tục kêu Jock chọn tiếp thì cậu ấy cũng sẽ không chọn được cô nào đâu. Ừ. Bởi vì cái trái tim đã trao về một người rồi thì làm sao yêu được người khác, đúng không em? Ép giàu ép mỡ, ai nợ ép duyên, đúng không chị? Đúng rồi. Dạy chương trình đồng ý rồi. Và ngay sau đây mình sẽ mở toàn bộ ánh sáng của những cô gái còn lại để dạ, cho mình chiêm ngưỡng thôi. Xin mời ngôi sao tình yêu hãy cho tôi thấy cô gái thứ nhất đi nào. Wow. Trần Thị Mỹ Quyên, của ta đang là sinh viên và năng khiếu của ta là nhảy. Quyên ơi. Dạ. Em có buồn không Quyên? Em nghĩ là một chút ạ. Một chút đúng không? Vậy được. Bây giờ nếu như mà có cơ hội nói với Jock điều gì đó, em muốn nói điều gì với chàng trai này đây? Em nghĩ là Jock nên kiên định với sự lựa chọn của mình và cố gắng theo đuổi cái sự lựa chọn đó, bạn có thể có được hạnh phúc. Wow. Cảm ơn em, một cô gái rất là cao cả. Và bây giờ xin mời cô gái thứ hai. Wow. Wow. Cô ta chính là Phan Thị Tuyết Nga. Dạ. Nga, em có buồn không khi mà chưa có cơ hội đi trò chuyện với Jock? Dạ. Em cảm thấy là anh Jock với lại chị số 5 á. Đó, hồi nãy là anh chọn là em thấy là hai người rất là ok. Và em rất là ủng hộ Ship Shipper cho cái cặp couple này ạ. Wow, okay. Cảm ơn cô gái. Cảm ơn em là một cô gái rất là cao cả. Và ngay sau đây xin mời ngôi sao hãy cho chúng tôi thấy mặt của cô gái thứ tư. Mời. Wow. Cô ta chính là Cao Phương Thùy. Nghề nghiệp làm họa sĩ và năng khiếu là múa. Dạ, múa bụng. Múa bụng luôn. Thùy. Dạ. Em vui hay em buồn? Dạ vui. À, em vui hả? Tại vì em thấy là anh Jock rất là ok, rất là perfect. Nhưng mà có lẽ là không phải là cái type của em.
giờ còn chần chừ nữa. Họ nhà trai hãy tiến về họ nhà gái. Và đôi trẻ ơi, hãy cùng nắm tay nhau đến bến bờ hạnh phúc nha. Lên đi. Anh thích em. Em có đồng ý bỏ hết tất cả sự nghiệp để về trở thành một người phụ nữ nội trợ và lúc nào cũng lo cho George không? Dạ, nếu như anh ấy xứng đáng với em thì em chấp nhận bỏ hết mọi thứ. Wow. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, đây là một trường hợp ngoại lệ của game show Ngôi Sao Tình Yêu. Trong chương trình game show Ngôi Sao Tình Yêu thì bạn nam đó là George sẽ không được quyền quay lại để chọn người bạn gái mà anh ta đã từ chối. Mình tên là Nguyễn Như, năm nay mình 21 tuổi, mình là sinh viên của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Mình đến từ thành phố Quảng Ngãi. Mình cao 1m75 và nặng 56kg. Ôi nào, cao dáng còn đó. Cơ nổi lên cùng cục anh ơi. Mặc dù bão xuôi nha nhưng mà vẫn thấy được cái Mình đang là sinh viên năm 3 trường Tôn Đức Thắng. Chuyên ngành nào ạ? Chuyên ngành dược luôn ạ. Dược? Dược luôn. Một điểm chung rồi. Em năm 3 luôn không? Dạ. Ôi trời, năm 3 luôn nè. Tốt nghiệp cùng lúc luôn. Chàng trai học về chuyên ngành dược, chiều cao nhiêu ạ? Dạ em cao 1m85 ạ. Cao 1m85 ạ. Như ý học dược thì Như ý có biết cái loại thuốc nào mà có thể giúp mình nhìn bạn mà có thể đỡ say hơn không? Ôi trời ơi, thuốc chống say. Trời ơi. Yeah. Nói vậy nữa hả? Dễ thương quá. Em là cửa sổ tâm hồn, em là tình cảm bắt nguồn từ tim. Anh là muôn vạn cánh chim đưa em bay bổng đi tìm ước mơ. Anh và em cùng trèo lên đỉnh con tim để đi tìm những ước mơ nhé. Có thể chiều cao của anh không cao, nhưng tình yêu của anh cao hơn chiều cao của anh thì ok không ạ? Đó. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố, bước theo em bâng khuâng hơi tình say. Nhớ về dòng sông, ấm lòng mùa đông, nụ hôn ta chơi vơi theo con sóng. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố, bước theo em bâng khuâng hơi tình say. Nhớ làm dòng sông, lững lờ mùa đông, bên em trong giấc mơ tình khúc vàng.